Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma Linh Dị Giải Kỳ ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 33 của Cầu Thúc Chuyển Kỳ để xem xem là Kỳ Lân sau khi hút được khí tức băng hỏa thì sẽ biến đổi như thế nào, nhân vật chính của chúng ta sẽ thu được điều gì? Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề đã xảy ra ở tập này. chương 223 Người biết làm sao mà ta lấy được không? Chúc mừng ngươi Sắp nhận được một cơ hội khiêu chiến bản thân Chúc mừng ngươi sắp nhận được một lần khiêu chiến đến từ phương Tây Chỉ thấy âm thanh này vừa mới vang lên Nhưng đột nhiên lại bị trục trặc gì đó Tựa như là chương trình máy tính đang bị lỗi chỉ có thể nói đến như thế. Hơn nữa sau câu nói kia làm cho hai mắt của Lâm Phong tỏa sáng. Ây, ta đã nói rồi mà lão đại trong tông môn tuyệt đối sẽ không để cho bọn ta vất vả mà chắc chắn là vẫn luôn để mắt. Nếu không, ai, làm sao mà đưa anh vào trong thiên địa pháp giới mà còn sửa lại tất cả mọi thứ để cho anh, Ây, thật là tuyệt vời mà. Chẳng phải đây là một tín hiệu Là muốn cho bọn Lâm Phong biết Các vị lão đại của Tông Môn vẫn luôn theo dõi bọn họ Lâm Phong biết rằng đây chính là chỗ tốt Của có chỗ dựa khác hẳn với những tán tu Điều này làm cho Lâm Phong vô cùng cao hứng Sau một hồi vui vẻ Hắn lại nhìn lên cánh tay của mình Bởi vì trên cánh tay này Tiểu gia hỏa đen như than kia Tựa hồ bây giờ đã có biến đổi Này tiểu gia hỏa Người thế nào rồi Lâm Phong nheo nheo mắt, nhìn giống như là nhìn con chó nhỏ mình nuôi, thổi thổi một chút, an ủi Tiểu Kỳ Lân một chút. Bất quá trong lòng của hắn cũng tò mò, là bộ dáng của Kỳ Lân như vậy hay sao? ấy chẳng phải Kỳ Lân là thiên địa thụy thú hay sao? Vậy mà chỉ to như là lòng bàn tay, dáng dấp cũng đen xì xì, chứ đâu có đẹp như trong truyền thuyết. Ngoại trừ là đôi mắt lập lòe kia, thì toàn bộ tiểu gia hòa này nhỏ xíu, như là hòn than. Nếu như bảo người ta đây là kỳ lân, thì quả thật là không thể tin nổi. Tiểu gia hòa lúc này không có cao hứng, trực tiếp chạy qua chạy lại trên tay của Lâm Phong. Có vẻ nó vẫn rất kiêu ngạo. Nào nào được rồi, đừng có buồn bực. Ai... Người đã có thể rời khỏi tay của ta, thì từ đây về sau sẽ đi bên cạnh ta nhé ta cam đoan là sẽ để cho người được ăn ngon nhậu ngon lâm phong an ủi vài câu liền lấy đồ ăn ngon để làm dụ dỗ nó đột nhiên trong đầu của lâm phong nghe tiếng kêu ngây thơ này có thật không ngay sau đó âm thanh ngây thơ như là trẻ con truyền đến bên tai lâm phong mắt trọn cả lên hết sức kinh ngạc nhìn tên tiểu gia hỏa đen như cục than này ê người, người biết nói chuyện sao nhưng không nghĩ tới sau khi lâm phong nói xong thì tiểu hắc liếc mắt một cái âm thanh non nớt lại truyền đến tất nhiên rồi bản bảo bảo dù sao cũng là thần thú kỳ lân là thiên sinh thụy thú thần thú đó sao mà không biết nói chuyện sau khi nói xong tiểu gia hỏa này kêu ngạo lắc lắc cái đuôi Thế nhưng nhìn trong nó vẫn cứ đen xì xì Đúng là phải gọi nó là tiểu hắc Đặt nó ở bên cạnh cục than Bất quá làm cho người ta nghĩ Cũng chỉ là một cục than đáng yêu hơn một chút Lâm Phong nhịn không được đưa tay xoa đầu nó Sau đó cười nói Được rồi ta biết Là tiểu giao hòa người có bản lĩnh Yên tâm đi Người cứ đi theo đại ca Nhất định chúng ta có cơm cùng ăn Có cháo cùng húp Nhất định đại ca sẽ để cho người ăn ngon mặc đẹp không nghĩ tới tiểu gia hòa này lại kiêu ngạo như vậy rũi rũi ra cái móng vuốt nhỏ sau đó cắt cắt đầu móng tay của lâm phong ây à đừng có xoa đầu tiểu bảo bảo bàn bảo bảo là thần thú kỳ lân đó người không biết là không được xoa đầu thần thú sao sờ một lần nữa là bảo bảo sẽ cắn người đó nói xong lại còn nghe răng bộ răng rất hung hăng nếu như không phải là dáng dấp nó như vậy Thì thật sự là rất nhỏ xinh khả ái Huống chi âm thanh lại còn non nớt như thế Nếu như các em gái nhìn thấy thì nhất định là sẽ yêu thích muốn ôm vào trong ngực Thế nhưng Lâm Phong chỉ là tiện tay tiếp tục xoa đầu của Tiểu Hắc Không biết Tiểu Giao Hòa này sao lại biến thành bộ dáng đen như than như thế Đương nhiên sau một hồi chơi đùa với Tiểu Hắc không gian xung quanh lại có biến hóa chỉ thấy toàn bộ không gian bạch cốt trắng xóa bây giờ đã biến thành một rừng rậm âm u ở đây mỗi cái cây đều cao đến mấy chục mét hơn nữa cành lá rậm rạp cơ bản là một người ôm không xòe giống như là rừng rậm nguyên thủy thế nhưng lâm phong không cho rằng là như vậy bởi vì hắn thấy toàn bộ không gian này đem lại một cảm giác mê man tựa hồ như đây và ngoài kia là hai thế giới khác nhau giữa thật và ảo. Nhưng những cái cây này lại là thật hoặc cũng có thể là giả. Rất có thể là đồ vật của một vị lão đại nào đó làm ra. Trừ trường hợp cảnh giới của người đủ, còn nếu không thì vĩnh viễn người không bao giờ biết được là thật hay là giả. Thôi kệ đi. Cứ đi theo mù mịt, biết đâu là kiếm chắc được. Đợi đến lúc nào cảnh giới ta tăng lên, ta cũng sẽ làm ra những thứ như vậy để lừa gạt bọn họ. Lâm Phong lại tiếp tục xoa xoa đầu của Tiểu Hắc trong lòng lơ đễnh. Rất có thể chịu khó tu luyện, chưa đầy mười mấy năm nữa, hắn cũng chân chính trở thành một vị lão đại. Hiện tại hắn không hiểu. Thế nhưng tương lai, chắc chắn là hắn phải hiểu. Ở sâu trong rừng rậm, có một âm thanh truyền đến. Ê, Lâm Huynh, Ngươi cũng đã tới sao Thật đúng dịp Chỉ thấy mặt thế tôn Trên thân mặt trường bào Có cái đai lưng màu tím Vô cùng tôn quý Không còn vẻ nhếch nhác như lúc nãy Ở chiến trường cổ nữa Bây giờ trông hắn như là tướng lĩnh vương hầu vạch Tỏa ra một cỗ quý khí Đương nhiên Nếu như đối với hắn Không có gì xảy ra thì lúc nào Bộ dáng của hắn cũng như công tử văn nhã Thế nhưng hai người cũng đã hố nhau mấy lần rồi Đã nhìn thấu lai lịch của đối phương Nhìn khuôn mặt thì trắng toát thế kia Thế nhưng tâm địa thì tối đen như cục cướp chó vậy Lâm Phong nhìn thấy mặt Thế Tôn như thế Cũng chẳng thấy cảm giác tôn quý gì Mà trong lòng còn thầm mắng một câu tên mặt người giả dạ thú ấy không đúng Đầu tiên, Lâm Phong chỉ tưởng rằng Tên gia hỏa này thay quần áo Muốn để cho mình đẹp trai nhưng khi đến gần mới phát hiện những đường vân màu vàng trên bộ quần áo này lại tỏa ra pháp lực nhàn nhạt, nhạt hơn nữa những hoa văn trang trí kia là chín con tim túc kim tam túc kim ô được theo lại lại có cảm giác nóng bỏng như lửa thật nhìn kỹ như muốn thiêu đốt cả hai mắt tựa hồ như muốn dương cánh bay cao lên tận cửu trùng thiên mà hóa thành thái dương quân lâm đại địa này không lẽ là Mạc Thế Tôn kiếm được cơ duyên nào đó Đúng là khó lường Nhìn bộ dáng vui vẻ của Mạc Thế Tôn Lâm Phong liền biết Tên gia hỏa này không chừng Ở một chỗ bí mật nào đó Không chỉ là xui xẻo Mà lại gặp được cơ duyên lớn Bất quá Lâm Phong cũng không kém Cảm ứng lâm âm thần Ở trên linh đài của mình Liên hệ càng mật thiết với cơ thể Lâm Phong cười cười Là cơ thể máu thịt hợp nhất với âm thần Chỉ có cao thủ tu luyện võ đạo mới có thể đạt tới Lúc này là nhục linh hợp nhất Thì đến ta cũng làm được Mặc Thế Tôn đi đến trước mặt của Lâm Phong Chỉ thấy cây mũ miệng kia hướng về Lâm Phong Nghiêng nghiêng đầu đánh giá Còn người bỗng nhiên co sụt lại Hắn vậy mà lại không cảm ứng được khí tức của Lâm Phong Không lẽ là phản phát quy chân Tên gia hỏa Lâm Phong này cũng đã mạnh thêm một bước, quả nhiên là như vậy. Tâm tư liên tục biến đổi, Mặc Thế Tôn cũng không để chuyện này trong lòng. So với những người của Thiên Ma Môn thường xuyên chọn việc giết người làm niềm vui, bắt nạt những người khác, thì trong lòng của Mặc Thế Tôn, đám trưởng lão đều là bọn phế vật. Cả ngày bắt nạt những đệ tử cơ bản cũng chẳng phải là hành động oai phong gì. Trừ phi một ngày nào đó có một tên đệ tử vận khí bạo tăng đoạt được cơ duyên. Bằng không thì suốt đời chỉ là pháo hôi của các vị tiền bối ở trong ma môn. Gia hỏa mặc thế tôn này trong lòng cũng đã tự coi mình là tông chủ tương lai. Cho nên hắn cũng mặc kệ những trưởng lão này. Càng ngày càng mục nát thì hắn càng có cơ hội leo lên trong tông môn của hắn. Cho dù những trưởng lão này là quỷ tên, trí tôn, sớm muộn một ngày hắn sẽ ném bọn chúng vào tối mà đập chết. ấy Mạc huynh đệ, quả nhiên là đại khí, đại khí. Ở cái nơi quỷ dị khó lường như vậy mà cũng kiếm chắc được, đúng là làm cho người ta bội phục. Lâm Phong nghe vậy, hai tay ôm quyền, cũng bắt đầu hàn huyên với Mặc Thế Tôn. Nhìn bộ dáng của Lâm Phong như thế, Mặc Thế Tôn cũng cười cười hết sức rực rỡ, phẳng phất như là tia nắng mùa xuân chiếu xuống, trong nháy mắt, để cho người ta cảm giác ôn hòa mặc huynh cũng đâu có kém Sợ rằng là cũng kiếm chắc được còn nhiều hơn ta vậy Ê Lâm Huỳnh Người đã đạt đến phản pháp quy chân Sợ rằng chỉ một bước nữa là âm thần đại thành Chúc mừng Mà huynh ta cũng chúc mừng người Là chúc mừng người Chỉ bằng chúng ta lại ôm nhau vỗ lưng nhau một chút được không à, à, à Thôi đi thôi đi Bỏ qua cái, cái vỗ lưng đi Lâm Huỳnh Mặc thấy Tôn nói dứt lời Lâm Phong bỗng nhiên trong lòng rung lên Là ma môn nhiếp tân thuật Đây là một môn công pháp Xuất thần nhập hóa của ma môn Nhiếp tâm thuật này không tầm thường Đừng tưởng rằng cái tên đó không có gì lạ Nhưng trong truyền thuyết Toàn bộ thiên ma môn Đều là dựa vào nhiếp tâm thuật này Mà phát triển đứng sừng sững trong ma môn Bây giờ thiên ma môn Đã trở thành ma đạo cự phách Khắp cả tu chân giới chính đạo, lưỡng giới đều không ai dám coi thường. Như vậy có thể đủ để biết ma môn là nhiếp tâm thuật này kinh khủng đến mức nào. Dựa theo như thiên ma lão tổ nói, đó là nếu như dung mạo của người không đủ đẹp trai, không đủ ôn hòa, thì làm sao lại có thể đi lừa gạt người, làm sao lại có thể kiếm được chỗ tốt của người. Những kẻ xấu xí thì không xứng đáng được tu hành, một cách tự nhiên lúc bọn họ chọn lũ trẻ về làm đệ tử sẽ sàng lọc rất kỹ dáng dấp không có ưa nhìn thì căn bản đều bị loại dù sao từ một đứa bé xấu xí thì cũng rất khó trưởng thành thành một đứa bé đẹp trai xinh đẹp được cho nên nói thì ở toàn bộ thiên ma môn toàn là những đại thúc đẹp trai hoặc là những đứa bé gái xinh đẹp hoặc là những công tử như Ngọc, Phong Độ, hoặc là tà mị ngẫm nhiên, hoặc là lạnh lẽo thấu xương. Là ba phần bạc tình bạc nghĩa, bảy phần lơ đãng đơn giản là loại gì cũng có. Đối với nữ tu mà nói, thì giống như là hiệp nữ đạo cô, còn có cả tên nữ là vô cùng đa dạng. Bất luận, người muốn đạo nữ gì cũng có thể tìm được ở trong thiên ma môn. Phật tử đạo tử cấm dục nam tước vân vân này nọ luôn luôn có người thích hợp chờ đợi ngươi mà đối ứng tu hành giới những nam tính đại lão các đệ tử phật môn đạo môn đệ tử thì nơi đây là nơi cung cấp đạo lữ tuyệt vời nhất nói một cách khác mặc kệ người thích như thế nào thì toàn bộ ma môn của chúng ta đều có thích hợp cung cấp cho ngươi lâm phong đối với tên gia hỏa mặc thế tôn này trong lòng vô cùng cảnh giác người ta nói không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn đám người của ma môn tưởng chừng là vô hại nhưng kỳ thật cũng đều là những con chó sói ngay khi cả lâm phong và mạc thế tôn còn đang cảnh giác lẫn nhau võ đăng hồng minh đạo trưởng mang theo nhị thứ nguyên cùng với kim sơn tự đầu chọc đi đến bên cạnh hai người lâm phong so với hai người bọn lâm phong và mạc thế tôn thì đám người này xui xẻo hơn nhiều. Kể từ lúc tiến vào vùng không gian pháp giới này, trực tiếp bị ném vào trong một mê trận, cứ loanh qua loanh quanh như là con ruồi không đầu. Cho đến khi Lâm Phong phá vỡ mảnh không gian kia, bọn họ mới thoát ra khỏi được mê trận. Thế nhưng vận khí, ai có thể nói chắc được đâu. Thiên địa biến hóa vô cùng vô tận, có thể hôm nay ngươi có vận khí tốt, nhưng ngày mai ngươi lại đen như là cục cứt chó. Bất quá Lâm Phong nhìn dáng vẻ vẫn cứ vênh váo của nhị thương nguyên và tên đầu chọc kim sơn tự liền biết là bọn họ cũng chưa xảy ra vấn đề gì quá lớn khi mà nhóm mấy người bọn họ đang muốn thảo luận làm sao để tiếp tục đi thăm dò thì một đám người quần áo lam lũ trên mặt đen như cái đít nồi từ đằng xa chạy tới khi nhìn thấy lâm phong và mặc thế tôn thì tiếng nghiến răng ken két trong mắt bắn ra hàn mang thở phì phì như con trâu đực vọt lên phía trước túm lấy cổ áo của lâm phong và mặc thế tôn bi phẫn ngửa mặt lên trời gào thét này các người lừa ta các người có biết ta vất vả như thế nào không chương 224, quyết đấu đây không ai khác chính là triệu lại nhìn triệu lại bạo lực như vậy lâm phong và mặc thế tôn hai người trực tiếp vung tay lên thổ chấn áp triệu lại Nói đùa gì vậy chứ Ê Một người Ngươi còn bị Ăn hành Huống chi ở đây là hai người Triệu lại giận điên lên Lâm Phong Cũng cứ mỉm cười Từ từ buông lỏng triệu lại ra Sau đó Hắn cùng với mặc Thế Tôn Nheo nheo mắt nhìn Tự như là không biết chuyện gì xảy ra vậy Này Triệu Huynh Ngươi sao vậy Có cái gì hiểu lầm sao ấy có cần ta giúp gì không cả lâm phong và mặc thế tôn đồng thanh hỏi do khắc này giống như là một người đang nói chuyện rất ăn ý đúng là những tên vương bát đản thì rất hiểu nhau triệu lại vô cùng tức giận mà cười nụ cười làm cho người ta đáng sợ <laughs> người biết ta như thế nào không hai người các ngươi có người cũng biết không nói đến đây âm thanh của triệu lại như muốn uất nghẹt Người có biết ta cảm giác thế nào không? Vừa bước ra, gặp đến cả mấy chục vạn con rơi khát máu. Này là rơi hút máu là quỷ giới đó. Là loài dị chủng của loài rơi. Là tai nạn ở trong tu hành giới. Là mười mấy vạn con rơi hút máu phát uy. Thậm chí có thể đồ sát cả một quốc gia đó. Như vậy còn chưa hết. Không biết là tên hỗn đản nào trong hai tên các ngươi lại còn đi trêu chọc vào mười mấy vạn quân hồn bất diệt là mười mấy vạn đó ai có thể nói cho ta biết là các ngươi tại sao lại gây gỗ với hắn đây không lão tử là thần tướng ở địa phủ mấy trăm năm cũng chưa bao giờ đụng phải bất diệt quân hồn nhiều như vậy sức chiến đấu còn mạnh hơn cả âm binh quan trọng nhất là chúng bất tử bất diệt giết không chết là giết không chết nghiến rằng nghiến lợi thật sự là trời đánh nếu như cũng chỉ có bất diệt quân hồn thì thôi lại còn có một có một tên thường thắng tướng quân là tinh thông chiến trận rất thạo thuật bảo vệ thành lập lên rất nhiều đại trận có sức sát thương các ngươi trả lời ta các ngươi trả lời ta thật sự là ấy à, ta rất khổ rất nhục Ta vừa mới thoát ra được hang sói Lại chui vào hang hổ Vừa mới thoát được bầy giới Thì lại bị chui vào trong đại trận Của bất diệt quân hồn Ta thật thể thảm Các người có biết bát quái trận Mùi vị nó thế nào không Các người biết thế nào gọi là xếp hàng dài hay không Các người có biết thế nào là sinh môn Thế nào là thường môn Thế nào là tử môn hay không Các người có biết thế nào là đỗ kinh cảnh hay không Còn mẹ nó ta đều đã trải qua đó. Nếu như không phải là ta thông minh, là nhảy vào trong một phế tích tràn ngập dơ bực. như là cái bể phốt vậy, thì lão tử sợ rằng đã không còn ở đây được nữa rồi. Nói đến đây, cả người của triệu lại giống như con đời ơi, vỗ ngực bồm bộ, bồ, thậm chí như còn chưa xả hết cơn tức giận, còn đứng đó dậm chân méo mau. Nghe triệu lại thê thảm như thế, Lâm Phong cũng cảm thấy hết sức thương xót Thế nhưng trong lòng lại chẳng dao động chút nào Lại còn bật cười Cuối cùng không nhịn được Cả Lâm Phong và Mạc Thế Tôn ôm bụng cười ha hả Ai... Ai bảo Người đi đường nào không đi Lại đi đúng vào Chui đầu vào chỗ bọn chúng Ta đã nói rồi Lúc đó có một cái ngã ba Ta và Mạc Thế Tôn mỗi người đi một đường Ngươi thoải mái lựa chọn mà đi theo Đằng này ngươi lại đi ngược lại cái đường chúng ta vừa đến thì chết rồi. Hey Nhưng chắc chắn sau chuyến này, thì kỹ năng chạy trốn và tài nghệ trận pháp của ngươi cũng tăng lên rất nhiều. Phải không hả triệu huynh? Triệu vô lại? Lâm Phong cười đến chảy cả nước mắt. Mặc thế tồn ở bên kia thì đã cười ngã lăn ra đất, làm cho người ta thật cao hứng. Này, chính là hai người các ngươi. Là hai người các ngươi nhìn lâm phong và mặt thế tôn vui sướng như vậy Triệu lại khuôn mặt xám xịt cả vào đã bao nhiêu năm qua hắn không có chặt vật như vậy quả thực gọi là bị đuổi đến mức trời không có lối đi đất không có chỗ xuống đại thủ không thể không báo ấy triệu huynh lời này sai rồi ai là của triệu huynh là có chút bất công đó ta cùng với lâm huynh chẳng qua chỉ là cười nhẹ nhàng một chút hay chúng ta đâu có trêu đùa gì đâu. Nói xong, Mạc Thế Tôn chỉ chỉ tay vào bọn Hồng Minh Đạo Trưởng. Để cho mấy người bọn họ hết sức phiền muộn. Gì vậy? Hey, hai người chúng ta cũng đã đứng ở đây cùng với bọn Hồng Minh Đạo Trưởng. Cũng đã lan lộn vất vả đó. Mọi người quay sang, nhìn triệu lại. Người ta đã gọi là đi thám hiểm, bí cảnh thì phải chấp nhận gặp nguy hiểm. Rõ ràng bước chân vào đây, ngươi đã phải xác định điều đó. Triệu vô lại nhà ngươi tại sao bây giờ lại chửi mắng Lâm Huynh và Mạc Huynh như thế? Chẳng phải như vậy ngươi rất kém cỏi hay sao? Triệu lại đã lúng túng. Không đúng. Cái này không phải là sợ. Cái này là... À, dạ, thật khốn kiếp. Là cả lũ chúng người bắt nạt ta. Giờ khắc này, triệu lại nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét phát tiết bi phẫn mà đối mặt với ủy khuất của triệu lại lâm phong và mặc thế tôn hai người liếc nhìn nhau sau đó lại cười khanh khách tương lai ai chơi ai thì còn phải để xem đừng tưởng rằng là gia hỏa ngươi thuận nước đầy thuyền chúng ta nhìn không ra chứ đừng tưởng rằng là ngươi lại định hố hàng hai người chúng ta chứ non xanh nước biếc còn đó sớm có ngày ta sẽ trả thù đúng lúc cả đám người đang cãi nhau ầm ĩ toàn bộ rừng rậm đột nhiên biến hóa thảm thực vật bắt đầu bành trướng mọc lên hơn nữa một cây đại thụ ở giữa bắt đầu phân ly về hai bên chỉ trong chốc lát rừng rậm vô biên đã biến thành một võ đài những cây đại thụ kia đã trở thành lan can của đấu trường trong lúc nhất thời tất cả mọi người hết sức cẩn thận cảnh giác nhìn xung quanh võ đài này Triệu lại đang la lối om sòm Bây giờ cũng im bặt Hết sức cảnh giác Nếu như đã biến hóa thành võ đài Vậy khẳng định là phải có Một phe địch Lúc trước đã nói Là khiêu chiến đến từ phương Tây Có lẽ võ đài này chính là do Cao thủ phương Tây dựng lên Trận chiến này chỉ có thắng Chứ không có thối lôi Không chờ bao lâu Ở phía xa xa đối diện võ đài xuất hiện một phe khác là mười mấy người mặc đủ các loại quần áo hiện ra rõ ràng là cách ăn mặc của bọn họ cổ quái khác biệt với văn hóa của phương đông cho nên đám người này chính là đám người của phương tây đã chờ đợi bọn lâm phong mỗi một người trong mắt đều hừng hực lửa giận cho dù là bất kỳ ai đang ngon lành tìm kiếm cơ duyên ở bên ngoài sau đó lại bị nhốt vào đây thì tâm tình cũng không hề dễ chịu một kỵ sĩ mặc áo giáp có ngân quang lóng lánh tay cầm cây đại kiếm trong trận doanh của phương tây đứng lên chỉ kiếm mở quát bọn người phương đông đáng chết các ngươi đang sỉ nhục là ngân kỵ sĩ vĩ đại các ngươi sẽ biết thế nào là ta lấy máu của các ngươi giải đường lên vương vị Ta lấy đầu của các ngươi, làm chén rượu chiến thắng. Đồng Á, mà bệnh. Nói ra bốn chữ cuối cùng, ngân kỵ sĩ này vô cùng khinh bỉ. Tư thái kia, làm cho Lâm Phong chỉ hận không thể đến, vả cho hắn một cái chết luôn. Mẹ nó chứ, hắn đáng chết. Mặc thế tôn đứng bên cạnh, cũng lầu bầu trời, ánh mắt tỏa lên sát ý ta nhất định phải dùng máu tươi của hắn chế tác ra ve xa dùng xương cốt của hắn chế làm pháp khí ta nhất định sẽ đem linh hồn của hắn hòa vào trong mỡ của giao nhân luyện đến ngàn năm ta muốn cho hắn biết người phương đông của chúng ta không thể đụng vào có cả gan bước chân vào phương đông thì nhất định là phải biết mà tìm đường sống âm thanh tục tử chửi bới vang lên người ta nghe xong thì cảm thấy hừng hực khí thế đừng nhìn những người ma môn không sợ trời không sợ đất lúc nào cũng bộ rắn oai phong thế nhưng ai cũng vậy thôi cũng có tinh thần phương đông thậm chí ở trong thế tục của bọn họ thì tinh thần phương đông của bọn họ còn sâu hơn những người khác mặc dù là ma môn giết người mặc dù là luyện hồn nhưng cũng yêu quý mảnh đất của mình cũng hướng đến sự cực đoan của chủng tộc mình. Đừng nói gì, những người ma môn này vốn dĩ là đi theo con đường tiêu cực, hung ác thì lại càng thêm như vậy. Mà Huynh nói rất đúng. Mấy cái tên man di này không cần bận tâm quy củ gì. Chúng ta cùng lên. Chỉ có thể giết chúng thì mới biết. Cho chúng biết rằng là phương đông không thể tùy tiện mà vào. Không cần lễ nghi mượn cớ gì cả. Giết lúc này lâm phong cũng vui vẻ gật đầu sát khí trên người của hắn cũng bắt đầu tỏa ra trong lòng của mỗi một người đều có một con quỷ nếu như người dí đao vào cổ thân nhân của chúng ta người trên đất của chúng ta người là tội nhân đến lúc đó thì con quỷ ở trong ta bùng lên nó tiêu diệt các ngươi thì lúc đó con quỷ sẽ là anh hùng văn hóa của phương đông và phương tây có khác biệt nhưng sự khác biệt đó không có nghĩa là các ngươi có quyền xem thường chúng ta. Sở dĩ ta chưa động vào các ngươi cũng không phải vì ta không có bản lĩnh mà vì ta chỉ muốn chung sống hòa bình. nhưng các người lại đối xử khi dễ chúng ta như vậy hay sao? các người đã chọc giận ta rồi. đối mặt với nguồn ngữ khí của bọn lâm phong ở trận doanh của bọn phương tây cũng không kém hơn nữa cũng không kiêng nể gì cả đứng lên mà chửi bới chỉ trong thoáng chốc hai bên trở thành đấu võ mồm. Một người mặc pháp bào màu đen, ở bên trên theo một đóa kim hoa, trong tay cầm một cây quyền trượng, bạch cốt, vừa nhìn đã biết là một vô sư phương Tây. Chỉ cây pháp trượng gương mặt, khinh bỉ. <laughs> Bọn người phương đông các ngươi Ở trên trường quốc tế bất qua chỉ là một đám phê vật. Một bầy cừu non mặc cho bầy cho soi chém giết ăn thịt. Người nhìn cái quyền trượng này của ta đại Ở trong đó Giam giữ mấy ngàn linh hồn đều là người phương đông các người đó Người phương đông các ngươi chỉ có thể làm nô lệ cho chúng ta thôi <laughs> Đối mặt với những tồn tại thượng đẳng như chúng ta Chúng ta bảo các ngươi quỳ, các ngươi phải quỳ. Ngươi có bản lãnh thì cứ đến đi, Nhớ năm đó một thủ hạ có bán tọa <laughs> Còn đã từng ngồi qua ngai tọa của vua các người đó Cũng chẳng hay gì Chỉ là mấy cái thứ trẻ con Các người thích là bày vẽ mà thôi Nghe đến lời này Tất cả những người đứng đây đều hết sức tức giận Lâm phòng bàn tay nắm răng rắc con mắt hung hăng nhìn tên vô sư phương Tây Mệnh của hắn Lâm Phong muốn Mà bây giờ Lâm Phong còn đợi Đợi đến khi giác đấu trường bắt đầu Đến đó lúc đó nhất định Sẽ một gậy đập chết Đập nát từng tấc xương tấc thịt của tên vô sư này Người nhất định phải chết Lâm Phong dùng khẩu hình miệng Hướng về tên vô sư Sự tình quả nhiên không ngoài dự liệu Thời gian trôi qua Màu sắc ở trên giác đấu trường càng lúc càng trở nên nồng nặc vô số những hoa văn bắt đầu lập lòe một đạo tin tức truyền vào trong đầu của mọi người họ đã có thể thượng đài thân ảnh của lâm phong khẽ động một cái toàn thân hóa thành một đạo tàn ảnh ánh mắt như ưng như sói bệ nghệ tứ phương lâm phong thoáng một cái đã đứng trên võ đài đưa tay chỉ thẳng vào vô sư Người lên đây Trường 225 Có chỗ tốt Thấy làm phòng lớn lối như vậy Tên vô sư kia làm sao mà không giận Cả người ngẩng đầu ưỡn ngực Trong tay cầm pháp trượng tiến lên phía trước Sau khi lão vừa di chuyển vài bước có một vị lão nhân tóc bạc trong đám người phương tây bất đắc dĩ lắc đầu tay cầm một cây đũa nho nhỏ nhìn vô sư kia mà thở dài tháp ngả vô sư hỏi không biết vì sao là giáo đường grim lại thu hắn chứ loại người như tên này sợ rằng không sống được lâu qua kiêu ngạo trong thế giới này có rất nhiều người chúng ta không đắc tội nổi không cẩn thận kiêu ngạo thì rất dễ chết lão già này không nhịn được lộ ra một tia bất đắc dĩ sau đó nhìn các đồng đội của mình trường kiếm rồi quyền trượng lấp lánh khí chất khác nhau thở dài đều là những thiên tài mà thiên tài thì thường có sự kiêu ngạo của thiên tài không biết trận quyết chiến này đến tột cùng là tốt hay xấu lúc này vô sư bước lên sàn đấu cũng không còn cảm giác kiêu ngạo như lúc trước chỉ thấy đôi mắt cau lại như là rắn rết nhìn chòng chọc để tìm đặc điểm của đối phương trong lúc nhất thời vô sư đã bùng lên một loại khí chất khác làm cho lâm phong kinh ngạc không nghĩ tới lão già này lại có đến hai gương mặt xem ra được dạy dỗ không tệ tới đây đi lâm phong lạnh lùng nói ngay sau đó đột nhiên tiếng lôi đình đùng đùng vang lên uy lực tỏa ra chấn nhiếp tâm thần mọi người vô sư cũng không có tầm thường trong nháy mắt sau lưng của lão tỏa ra vô số những đồ án bằng ánh sáng hai tay vũ động những đồ án bắt đầu xoay chuyển chỉ trong chốc lát đã hóa ra vô số ma pháp trận không cần dùng bất kỳ pháp khí nào bằng tay không đã có thể hóa ra phép thuật như vậy. Một hồi thao tác cũng đủ biết uy lực của vô sư. Hai bên va chạm nhau. Một tiếng nổ đùng đùng vang lên. Cả Lâm Phong và vô sư bị hất lùi ra ngoài. Đều làm cho hai người kinh ngạc là mặc dù nổ lớn như vậy nhưng cũng chỉ có bạo nổ ở trong đấu trường. Căn bản là không tác động đến bên ngoài. Những người xem ở bên ngoài kia trong lòng rôn rảy nếu như đã như vậy sợ rằng trong thời điểm đánh nhau bọn họ cũng không thể nào xông lên can thiệp lâm phong ở trong giác đấu trường cả người phảng phất hóa thành một pháo đài vô số tiếng lôi đình vang dội làm cho vô sư kiêu ngạo kia không nhịn được vô cùng mệt mỏi cho dù bản lĩnh của vô sư là tấn công từ xa nhưng cũng không thể nào gánh được điên cuồng công kích của Lâm Phong. Bây giờ vô sư, miệng cũng khó ăn khó nói. Những vô sư như bọn họ muốn tu hành cũng không phải là mượn nhờ vào ma lực dao động mà chính là phải dựa vào thiên phú tuyệt đỉnh. Bởi vì loại thiên phú tuyệt đỉnh này cho nên mỗi một người trong tay đều có vô số những ma pháp thuật khác nhau. Người phương Tây lúc đánh nhau cơ hồ là muốn đem số lượng pháp thuật khác nhau để thể hiện ra thế nhưng đối với hỏa lực của người đối diện thì số lượng pháp thuật này có mạnh hơn nữa cũng không có tác dụng đơn giản là sự khắc tinh ngay khi mấy người bên ngoài còn đang thảo luận thì cục diện lại có biến hóa chỉ thấy lâm phong giang tay ra trong thoáng chốc cả người hắn phảng phất như biến thành một con kim sĩ đại bằng trong lúc phất tay thần hình vô cùng mạnh mẽ Phả tới, những tiếng rèn rẹt vang lên. À, à, cứu ta! Chỉ thấy vô sư kia bị trúng một đòn, làm một luồng phong nhận chém tới. Trước khi chết, vô sư chỉ giết lên một tiếng, gầm thét không cam lòng. Thế nhưng cũng chẳng có cách nào cả, bởi vì toàn thân của vô sư trong một thoáng đã bị kim sĩ đại bằng của Lâm Phong xé làm hai nửa. từ đầu đến chân thậm chí ngay cả ma lực ở trong linh đài cũng bị xé toạc loại sức mạnh này không gì gánh nổi là biến thành một con thần điều trong nháy mắt xé sạch toàn bộ thân thể của vô sư là thần hồn câu diệt không có cơ hội phục sinh một màn này phát sinh quá nhanh gần như mọi người xung quanh cũng không kịp phản ứng lại cho đến khi họ hiểu ra thì trên lôi đài chỉ còn một mình lâm phong thắng bọn họ còn chưa kịp sợ hãi thán phục lôi đài liền có biến hóa lực lượng đang cuồn cuộn tỏa ra trong nháy mắt lâm phong giống như trên người có một ngọn lửa đang thiêu đốt bất quá ngọn lửa này lóe lên rồi biến mất lâm phong còn không biết đây là ảo giác hay là chân thật một màn tiếp theo lại càng thêm khiếp sợ ở trên lôi đài lại xuất hiện thân ảnh của vô sư kia bất quá bây giờ vô sư không còn kiêu ngạo mà cả người ngây ngốc tựa hồ như là một linh hồn đã mất đi linh trí trong mắt của mọi người hóa thành ba luồng năng lượng bay về hướng của lâm phong lâm phong muốn né tránh thế nhưng vẫn còn đang chìm trong ảo giác hắn cảm nhận được một loại pháp lực vô hình chỉ có thể trơ mắt nhìn ba luồng sáng năng lượng kê tiến vào trong cơ thể vào trong cơ thể của hắn. Lâm Phong nhìn thấy năng lượng này biến thành huyết khí và pháp lực. Huyết khí cuồn cuộn như đại giang, liên thông vào trong huyết mạch từ cột sống mà chạy đi. Pháp lực vô cùng mạnh mẽ, làm cho càng thêm thuần hậu, trạng thái tinh thần tựa hồ như cũng thêm minh mẫn. Trong giây phút hoảng hốt, Lâm Phong tựa hồ như mình đã sắp sửa bước sang một cảnh giới mới, lên đến tuyệt đỉnh. Ngày đại thành đã không còn xa. Lâm Phong cao hứng như vậy, nhưng những người khác mắt cũng không có mù, mỗi một người đều là thiên kiêu, là đệ tử chân truyền của các danh môn chính phái. Nhãn lực của bọn họ đều đang cực kỳ tốt. Rõ ràng là từng người từng người bị chấn kinh. Này là là tăng tiến một cách hoàn mỹ mà không có tác dụng phụ. Đây 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 là một phương thức cổ vũ chúng ta ăn thịt người hay sao? mặc thế tôn không nhịn được mà kinh ngạc như thế này là quá tuyệt vời thủ đoạn thông thiên triệt địa ở trong điều kiện bình thường khẳng định là không thể nào có có thể hoàn mỹ tăng tô vi thậm chí còn tăng cả tinh thần mà không hề có một tia hao tồn nào cả đây giống như là truyền thuyết vậy không nói những cái khác mặc dù thiên ba môn rất lợi hại thế mạnh lại chính là ăn thịt uống máu người để mà tăng pháp lực nhưng cũng không thể nào đạt được đến mức độ này dù sao pháp môn luyện hóa tinh khí thần của thiên ma không có đến một vạn cũng tám ngàn nhưng cũng không có phép môn nào hoàn mỹ cả đều để lại những di chứng đạo trời là không thể trái nghịch ngươi làm tổn thương người mười thì ngươi cũng phải tự làm tổn thương mình đến sáu bảy bởi vì đây chính là thiên địa đại đạo thế nhưng ở trong vùng không gian này thiên địa đại đạo dường như không thể vươn tay tới được. ai à, lại phải xuống đài sao? Lâm Phong thở dài một hơi, nhìn đám người phương Tây đối diện. Giống như đang nhìn món ăn ngon vậy. Có chút không nỡ, nhưng trước mắt, phe mình vẫn còn người. Muốn ăn một mình là không thể. Huống chi, hắn cũng đã đạt đến bình cảnh. Cơ hồ là đã tràn đầy. Tiếp theo, không thể tích lũy được nữa. Được rồi, để cho bản tọa đi. Ấy, lâm huynh để để cho bản tọa lên nào. Bạc Thế tôn đứng dưới nhún nhún, cả người vung ra tay áo. ở phía trên vương bảo theo chín con tam túc kìm ô như muốn bay lên, là bộ dáng trông bá đạo vô cùng. Khí chất này làm cho người ta nhìn thấy thật sự là khốn kiếp. Đối thủ của mặc thế tôn chính là ngân kỵ sĩ lúc trước hai bên vừa bước lên đài đột nhiên ngân kỵ sĩ cả người biến thành toàn thân như là làm bằng bạc lấp lánh ánh sáng thanh kiếm trong tay vung vẩy mỗi một lần dậm chân mặt đất như muốn nứt cả ra mỗi một kiếm chém tới như muốn xé toạc cả không gian là lấy cứng đối cứng vô cùng tàn nhẫn cơ bắp man lực cuồng bạo làm cho người ta nhìn cảm thấy kinh hãi Mạc Thế Tôn cũng không tầm thường, dù sao là ma tử của Ma Môn. Những thiên kiêu trưởng thành từ sau trong sự tàn khốc máu tanh, bọn họ không bao giờ cho phép mình có nhược điểm, mà cho dù là có nhược điểm thì bọn họ cũng sẽ tìm cách khắc phục nhược điểm. Để cho mình không bao giờ có một điểm yếu chí mạng nào hết, miễn là vẫn còn có cơ hội sống. Mạc Thế Tôn ở trên đài lúc này, đứng sừng sững, thể hiện ra bá khí ngút trời. Cả người như hóa thành tuyệt thế bá vương vậy Mặc thấy tồn mỗi một lần công kích Dường như có hỏa diễm kim ô thiêu đốt Hỏa khắc kim Mặc dù ngân kỵ sĩ kia rất lợi hại Nhưng ở trước mặt tia lửa có ẩn chứa sức mạnh của tam túc kim ô Thì là ăn thiệt thòi rất lớn Đều làm cho ngân kỵ sĩ sợ hãi dường như là đang muốn đối mặt với một quái vật. Một quái vật mà quái đáng sợ. Này muốn chạy sao? Khoan đã, đừng có chạy. Mặc Thế Tôn rít lên một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo kim luân. Trong nháy mắt giống như là trời đất sụp đổ. Hóa thành một lực lượng chấn áp vô cùng nặng nề. Chấn, người chết đi. Liệt hỏa phần thiên. Chỉ thấy những người bên dưới Trong ánh mắt nhìn thấy toàn là lửa Đúng là một biển lửa Biển lửa thiêu đốt đùng đùng Hay một hư ảnh tam túc kim ô Bay vút lên trời Hót lên một tiếng thánh thót Cho đến khi lửa tán đi Chỉ còn lại mặc thế tôn đứng đó Trên người mặc pháp bảo hết sức vương giả Ê, vậy mà đã chết Không lẽ đây là thánh kỵ sĩ của phương Tây Cũng chỉ có đến thế thôi sao là thiên kiêu làm sao lại chết dễ như vậy? À, không thể nào đâu. lúc này argot trong tay cầm một quyển sách rất dày là quyển ma sách miệng không thể tưởng tượng được mà há hốc mồm hô to một màn vừa xảy ra đối với lão là quá kích động những người ở bên phương tây có thể bước chân vào đây cũng đều là những thiên tài của một phe nhưng không nghĩ tới. Chỉ trong một loáng, đã liên tiếp chết mất hai người. Hơn nữa trong quá trình này, còn không cả xuất hiện một cái bọt nước. Toàn bộ chiến ý của Agotot cũng đã bị mài mòn sạch sẽ. Đây là một loại nghiền ép tuyệt đối. Cường giả phương đông, mạnh mẽ đến như vậy sao? Bất đắc dĩ, lão thở dài một hơi. Hỏi, rút lùi đi. Chúng ta đã đủ người chết rồi. Rút lùi đi. Đám cường giả phương đông kia cũng đã hài lòng. Người trẻ tuổi cũng không biết nặng nhẹ. Hời hợt nói vài câu, cũng không biết là lão đang nói với ai. Lão nhân này không lên đài, mà lại còn quay về hướng khác. Mười mấy người phía sau lão, cũng đành phải cắn răng đi theo. Những người trẻ tuổi kia không hiểu rõ vị lão nhân này, nhưng những người già ở trong nhóm là những lão yêu quái vô cùng gian manh, làm sao mà không hiểu chứ? Khỏi cần phải nói, chỉ bằng sống 108 tuổi đã có thể áp đảo rất nhiều người. Nhà có một người già giống như có một bảo vật. Khẳng định là Agostos đã nhìn ra thế lực của phe mình không thể nào nghiền ép được đám người phương đông mà thậm chí đã trả giá bằng hai mạng. thôi, đành phải nghiến răng mà chịu, không chịu được thì cũng phải cố mà chịu. ở bên kia, lâm phong lặng lặng nhìn vị lão nhân mang theo mười mấy người võ sĩ của phương tây đi về đằng xa, trong lúc bước đi lại không bị mảnh không gian này bao vây, trong mơ hồ chỉ thấy ở đầu bên kia xuất hiện hư ảnh của một con rơi đang che khuất bầu trời. Bọn họ dần dần biến mất. Lâm Phong lẩm bẩm ấy Không lẽ bọn chúng là huyết tộc hoặc cũng có thể là liên minh của huyết tộc? Trường 266 Chuồn Cho đến khi không gian tan biến, bọn người Lâm Phong mới chậm rãi, biến ra khỏi giác đấu trường. Lúc này sự tình đã hoàn thành, cũng chẳng còn ai để mà đánh nữa có thể tham gia lần đại chiến này thì cũng chỉ có Lâm Phong và Mạc Thế Tôn. Không gian lại tiếp tục ầm ầm biến đổi. Toàn bộ núi thay đang bắt đầu biến đổi đi, cục diện dường như đang biến đổi đùng đùng, không gian vô cùng kỳ ảo. Bọn họ trong một thoáng lại thấy mình đang đứng ở trên núi thay, toàn bộ thiên địa pháp giới vang lên tiếng nhiếp hồn linh đinh đinh đang đang. Có rất nhiều cản thi nhân đang đi đến hội tụ tại đây. Âm dương pháp giới vẫn liên tục chuyển động. Thành thế vô cùng lớn, đông tây kim cổ cũng chưa bao giờ thấy. Trong lúc nhất thời, sát khí và thi khí ngưng tụ ở khắp mọi nơi. Quy mô lớn như vậy là chưa từng có trong lịch sử. Ở trước mắt lực lượng cường đại phóng vút lên bầu trời, ngoại trừ mấy lão đại của các môn phái lớn thì không ai có thể giữ được bình tĩnh cản thi của tương tây tích lũy mấy trăm năm qua bạch y lão đại là nhân vật tuyệt thế mới có thể tạo ra cục diện này cùng lúc đó toàn bộ mọi người cũng bàng hoàng thì ra chính là bạch y lão đại đã tạo ra pháp giới này pháp giới này có liên thông thẳng với pháp giới của phương tây để cho đám thiên kiêu một lần va chạm xem một lần chiến đấu chiến thắng này từ nay về sau chín tòa núi thây này coi như trở thành tượng đài sừng sững được coi là trưởng thành ngăn cản bước chân của phương tây tiến tới một khi có tập kích bất ngờ thì những thiên kiêu này sẽ là những người đứng ra để gánh vác tâm linh huyền giới của phương Đông. Tọa độ của núi Thây cũng đã được ấn vào trong âm dương Pháp giới là vô cùng có lợi. Sợ rằng chỉ còn cần đến mấy trăm năm tích lũy thì toàn bộ Pháp giới của phương Đông sẽ hoàn toàn ổn định. Những cản thi nhân của tương Tây sẽ trở thành lực lượng để chấn thủ toàn bộ Pháp giới Đông Phương. Giải quyết được chuyện này, một đám người này đều có chỗ tốt vội vàng quay về củng cố cảnh giới. Hoặc là có những người còn lặng lẽ bước lên tu vi mới. Đơn giản mà nói ai cũng chiếm được những thành quả nhất định. Lâm Phong quay về với thế giới thực, xuất hiện ở trên một ngọn núi. Giờ khác này tất cả cản thi tượng đều đang vô cùng vui vẻ. Bọn họ đang ăn mừng chiến thắng. Đây là chiến thắng của tâm linh giới bọn họ cũng không liên quan gì đến người thường ai nấy đều cũng rất vui vẻ bởi vì chiến thắng phương tây loại cảm giác bao nhiêu năm tháng luôn luôn bị phương tây rình rập bây giờ một lần bước chân lên trên đỉnh cao ai mà không vui chứ lâm phong lặng lẽ rời khỏi núi thây mặc dù động tác của hắn là vô cùng điệu thấp nhu hòa nhưng hắn không phát hiện ra ở phía trên cao có một người mặc áo trắng đã hoàn toàn nhìn rõ. Bạch Y nhìn bóng dáng của Lâm Phong đi xa trên mặt vui vẻ. Tiểu gia hỏa của Mao Sơn tương lai sẽ là người thừa kế trưởng giáo Mao Sơn rất có ý tứ. Trên thân lại không có khí tức của tiên thiên đạo quả. Rõ ràng là đã có cơ hội hấp thu đạo quả hoàn toàn nhưng cũng biết chia cho đồng đạo. Đây chính là sự phóng khoáng của thành niên. Hay lắm! Tốc độ tu hành làm cho người ta cảm thấy than thở, tâm từ phóng khoáng, rất thú vị. Sau đó, người áo trắng lại đưa mắt, nhìn về hướng mặt thế tôn đang rời đi. Còn tên tiểu tử này, vốn dĩ là người của ma môn, nhưng tâm địa cũng rất hào sảng cũng là thiên kiêu một phen tương lai có lẽ cũng là người dẫm trên đỉnh của ma môn lại thêm tên quỷ tướng của minh vương quả nhiên lão minh vương cũng đã xây dựng lên một thế lực mạnh mẽ cho đời tiếp theo mao sơn long hồ sơn võ đàng sơn Thế giới này càng ngày càng thú vị Bạch Y nở nụ cười Phóng tầm mắt nhìn tứ phương phảng phất như đã nhìn ra đại cục của thế giới mới Có thể thấy được kim cổ tương lai Dần dần mây đen che phủ ánh trăng Thân ảnh áo trắng này Cũng từ từ tan đi Giống như hòa mình vào trong thế giới Lâm Phong cũng không có quan tâm những thứ khác Hắn cũng không ở lại xem náo nhiệt lặng lẽ mà đi qua một trận lăn lộn này lâm phong cảm thấy mình cũng giác ngộ ra rất nhiều điều sau khi vui vẻ chia tay mặc thế tôn và triệu lại lâm phong trước ánh mắt thèm muốn của các thiên kiêu các phái mà đi vô cùng khoan thai tự đắc lão tiên sinh xem ra là người vẫn đợi lần này đến thiên địa pháp giới ai cũng là vất vả cho lão tiên sinh đã chỉ đường. Ta đang chuẩn bị rời đi. Đã tạo lão tiên sinh khoản đãi. Lâm Phong về bên khách sạn cản thi. Chắp tay nói với thi lão. Sau đó chỉ thấy thi lão gật đầu từ từ thối lôi. Lâm Phong điều khiển đám cương thi của mình. Lặng lẽ đi vào trong rừng xa xôi. Sau khi Lâm Phong rời đi. Thi lão liếc mắt thầm ý nhìn Lâm Phong. Âm thanh có chút nghi hoặc. Ây à! là lão đầu tử diễn không tốt sao? Hơn 100 năm qua, lão đầu tử cũng chưa bao giờ thấy người nào tâm địa lại kiên định như tiểu tử này. Lại không ở lại trên núi thi cùng với mọi người, mà lại về đây lặng lẽ đi. Đúng là tên hài tử thông minh à. Mao Sơn sau này sẽ rất hưng thịnh đó. Thì lão vặn vẹo, xương cốt kêu răng rắc một chút, rồi lại bắt đầu leo vào trong quan tài ở một nơi rất xa ánh sáng lập lòe sát khí đang tỏa ra sát khí của đám người này là mặc dù cố gắng thu liễm nhưng tỏa ra bức người có mười đạo thân ảnh đang chạy trong rừng rậm qua nửa ngày đã đi xa đến hơn trăm dặm đợi đến khi mình cảm thấy đủ xa lúc này bọn họ mới dừng lại ở bên kia lâm phong cũng đứng lại thở hổn hển Ai... Mẹ nó chứ, thế giới này thật là lừa đảo nhau mà. Cái lão thi đầu kia cũng thật là khốn kiếp, là giả heo ăn thịt hổ. May mắn thời điểm tiến vào khách sạn Cản Thi, ta cũng không có oai phong, đúng là nguy hiểm mà. Lâm Phong ôm lấy lồng ngực của mình. Toàn bộ hành động của thi lão kia hắn vốn đã nghi ngờ, không nghĩ tới. Thi lão, thân phận đằng sau cũng không có tầm thường, là một lão đại trong thiên địa. Cũng may là lúc đó, mình cũng rất biết điều. Mẹ nó gặp ai không gặp, lại gặp phải Phi Thiên Dạ Xoa. Quả thật, chạy đến tận đây Lâm Phong mới hoàn hồn, lần đầu tiên hắn ở khoảng cách gần với một Phi Thiên Dạ Xoa như vậy. Mặc dù biết lão thi đầu kia là Phi Thiên Dạ Xoa không có đắc ác ý, thế nhưng quả thật là Lâm Phong cũng rất kích động. Lần đầu tiên gặp được một Phi Thiên Dạ Xoa Mẹ nó Lại còn được phi thiên dạ xoa nấu nướng Sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ cho hay, Tường Tây này nhất định là không thể ở Ta còn biết Có hơn chục Tên tiểu đệ phi thiên dạ xoa Đang bám theo hay, nhanh, nhanh 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 Phải về thôi Về thôi Lâm Phong lập tức lên đường Mặc dù là trung nguyên Ngọa hổ tàng long Thế nhưng lần này đến tương Tây Hắn toàn gặp những nhân vật vô cùng bá đạo tỷ như là lão thi đầu phi thiên dạ xoa tỷ như là người áo trắng tỷ như là tứ đại pháp vương của bạch liên giáo đâu có ai là tầm thường đâu chương hai trăm hai mươi bảy tiểu trấn yên tĩnh rừng núi xanh thảm từ cổ trí kim mỗi một ngọn núi bên cạnh đều có một tiểu trấn hưng thịnh bởi vì ở trên núi này sản xuất rất nhiều vật liệu gỗ đặc thù cho nên người ta gọi là huyết mộc sơn. Thời điểm chặt cây, cây huyết mộc này giống như đổ máu. Để sau một khoảng thời gian, cây cây này gỗ rưng giống như là hồng mã não, hết sức đẹp mắt. Mặc dù người trong trấn đời đời kiếp kiếp đi làm tiểu phô, nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ biết huyết mộc này có tác dụng gì. Từ trước tới nay bọn họ cũng chưa bao giờ thấy người ta dùng huyết mộc làm đồ gia dụng một lão đạo sĩ ăn mặc rất đơn giản mang theo một tiểu đạo sĩ môi hồng răng trắng đi đến đây so với sự trầm tĩnh của lão đạo sĩ thì tiểu đạo sĩ kia hết sức hiếu kỳ cả người lộ ra vui vẻ sinh động dọc đường đi tiểu đạo sĩ lưng đeo một cái hồ lô rượu đang tò mò hỏi sư phụ của mình sư phụ con phải làm gì đây không lẽ là chúng ta đi hàng yếu trừ ma sao? ấy Này! Hay chi bằng người thử thăm dò xem xung quanh đây có yêu ma nào không? Ê chúng ta cùng đi lên đánh chúng luôn. Tiểu đạo sĩ vô cùng vui vẻ còn làm ra động tác giống như là đang tập võ. Bất quá! Lại thấy đốp một cái. Lão đạo sĩ cốc đầu tiểu tử này. Tiểu đạo sĩ kêu lên một tiếng. Hai tay ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Này sư phụ, có thể đừng đánh đầu con được không? Con còn nhỏ mà. Con nghe thúc thúc nói. Đánh thường xuyên vào đầu sẽ làm cho người ta ngu đi đó. Nguyên bản con rất thông minh. Bị người đánh nhiều cho nên con mới ngu ngốc như vậy đó. Nhưng đối với sự ủy khuất của tiểu đạo sĩ. Lão đạo sĩ cũng chẳng thèm quan tâm. Ai? À, kỹ thuật diễn của người cũng không tệ chứ. Còn mẹ nhà người sư phụ ta đánh ngươi Còn không được hay sao Không lẽ còn phải đi xin phép người khác hay sao Hỏi à, Nếu như Ngươi ngồi dưới đất không nổi Vậy ta đem nhốt ngươi vào đây Buổi tối có làng có sói Chúng sẽ đến ăn thịt người đó Tiểu hài tử mười 17 tuổi rồi Huyết nhục mới lớn Vừa ngon vừa thơm Bầy lang sói là thích nhất những tiểu tử như người đó Thanh phong đạo trưởng liền hù dọa Tiểu đạo sĩ sợ giống gió Liền ngoan ngoãn Cười hì hì nhìn sư phụ Ở trên đầu Cái cục ô kia Cũng không quan tâm Cho dù là bị sư phụ gõ thêm vài cái Cũng nhất định là không có ý kiến gì Đây cũng chính là tiểu đạo sĩ bất đắc dĩ Không biết là vì nguyên nhân gì Thế nhưng có lẽ là vì Lão đạo sĩ đánh nhiều Đã thành quen Hai sư phụ Người nói cho con biết đi Có phải đúng như con đoán không Có phải hay không Thanh Phong đạo trưởng cười cười bất đắc dĩ Nhìn đồ nhi của mình tò mò như vậy Lão vuốt dâu Coi như là tuổi già an lòng Đồ đệ nhà mình Mình không thương yêu thì còn đi thương yêu ai Hơn nữa Tên đồ đệ này nói cũng đúng Thanh Phong đạo trưởng nở nụ cười thần bí Nhìn tên tiểu tử nhà mình Đã tu luyện được căn cơ thiên môn cũng là một người rất có tư tưởng huống chi là trong mạch của mình ở mao sơn là cũng vô cùng nổi danh là trường thọ đạo mạch đừng nói những thứ gì khác chỉ nói đơn giản sống đến một trăm hai mươi năm không có vấn đề nếu như tiểu gia hỏa này không có cố gắng tu luyện sợ rằng ta có khi còn sống lâu hơn cả ngươi ở trong thế giới tu luyện, sống trường sinh cũng là một loại ưu thế tuyệt đối. Được rồi, coi như là ta phổ biến kiến thức cho người vậy. Lão đạo sĩ híp mắt, dường như vừa nói chuyện phiếm, nhưng cũng là truyền thừa cho đệ tử. Được lão tự thần dạy dỗ, người bình thường làm sao có tư cách. Chúng ta đi làm việc ở nơi rừng xanh núi thẳm. Tiểu tử người nhớ cưỡi đậy, người tu hành của chúng ta không phải là ngày nào cũng chém chém giết giết đừng tưởng hiện tại còn nhỏ ưa thích chém giết hàng yêu trừ ma nhưng đến khi trở thành lão đạo trưởng thì ngược lại những người tu hành của chúng ta thích nhất chính là cuộc sống thật an nhàn tu hành ở trong đạo quán không màng nhân sinh thỉnh thoảng rảnh rỗi thì đi ra ngoài xem phong thủy là luận đạo đó mới thực sự là sự tiêu dao của đạo gia. Hàng yêu trừ ma không phải lúc nào cũng làm. Thanh phong đạo trưởng ông dung thở dài. Người khác tưởng rằng người tu hành mỗi một ngày đều là lăn lộn trong yêu ma quỷ quái. Trong lòng hết sức hâm mộ muốn tham dự. Thế nhưng khi người lăn lộn giang hồ quá lâu thì lại chỉ mong yêu ma quỷ quái càng ít càng tốt không có thực lực mà cứ lăn lộn ra ngoài rất dễ dàng đến lúc lật xe dù sao thì sau lưng bọn họ có môn phái nhưng không phải là lúc nào môn phái cũng có thể bảo vệ bọn họ thường thường thiên môn đạo trưởng là lực lượng chống đỡ của mao sơn không có những người như thế này thì sợ rằng đám thanh niên làm sao có thể lăn lộn được sư phụ nếu như chúng ta không đi hàng yêu trừ ma thì đi vào rừng xanh núi thảo làm gì? Này, người đừng nói với con là đi chơi chứ. Ở một bên, tiểu đạo trưởng lại tò mò hỏi. Bọn họ đã đi rất dài ở thời đại này. Đi đường đều là đi bộ, đi đến nỗi đã hỏng mấy đôi giày. Mí mắt của thanh phong đạo trưởng híp lại. Rừng thả xanh núi thảm này không tầm thường đâu. Từ xưa tới nay đều là phong thủy địa mạch đó lại có đại nhân vật vẫn lạc ở đây cho nên mới sinh ra nhiều huyết mộc như vậy sư phụ người là muốn dẫn người đến đây xem nếu không chờ đến khi ngươi trưởng thành ra ngoài cái gì cũng không biết đó vân long tiểu đạo trưởng lấy cái hồ lô rượu ở bên hông xuống đưa cho sư phụ mình sư phụ huyết mộc là thế nào con, con từ trước tới nay chưa từng nghe tới Chẳng lẽ là là giống như là lôi kích mộc Là có thể giúp cho chúng ta tu hành Tiện tay mở cái nắp rượu Thanh phong lão đạo trưởng nhấp nhấp hai ngộ Sau đó để hồ lô qua một bên Xoa xoa đầu đồ đệ của mình Bảo hắn ngồi xuống từ từ thong thả Huyết mộc này Cũng không có quý như là lôi kích mộc Nhưng nói không chân quý thì không đúng tác dụng rất nhiều không chỉ làm tài liệu vẽ phù mà ở trên phương diện luyện khí luyện đàn, cũng là tài liệu vô cùng quý báu tốt đó nói cho cùng chúng ta đi kiếm huyết mộc ai chính là kiếm tiền nghe chưa là kiếm tiền đó dù sao, những môn phái lớn cần huyết mộc để hôn đúc đạo Pháp. Mà bọn họ không muốn tốn công mà không có kết quả. Cho nên mới cần những phạm nhân thu huyết mộc. Chúng ta bảo chế huyết mộc xong, sẽ bán lại cho bọn họ làm tài nguyên tu luyện. Người cứ tập trung cố gắng mà tu hành đi. Thanh phong đạo trưởng nhìn tiểu đồ đệ của mình, gương mặt hiện ra hài lòng mình mới thu tên tiểu đồ đệ này có một năm nhưng thời gian qua tên tiểu tử này cũng đã học được không ít thứ nó không chừng chuyến này còn có thể nhóm lửa thai quang đến lúc trở thành một thế hệ nhân tài tiếp theo làm mở mang đạo thống cũng may vận khí của lão tốt lại kiếm được một mảnh ngọc quý như thế có lẽ coi như là tiên duyên thời điểm bọn họ hai sư đồ còn đang nói chuyện tán gẫu thì ở ngã tư đường khác có bảy tám đạo nhân đi tới sau lưng của mỗi một người đều dắt theo một hai đạo đồng mà trong nhóm người này có người tay cầm la bàn có người cầm kiếm gỗ đào trang bị vô cùng đầy đủ hơn nữa mặc dù bọn họ trông nghèo rách mướp thế nhưng cũng còn khá hơn hai sư đồ thanh phong thanh phong đạo trưởng đứng lên đi lên nghênh tiếp cao hứng Ai, thời gian lâu như vậy không tới, thì ra là các ngươi kết đội đi với nhau. Được rồi, mọi người đều đã đông đủ. <laughs> Năm nay nó không chừng sẽ kiếm chắc được một khoản nhỏ. Thu đồ đệ quá tốn kém, ta phải tích lũy tiền quan tài một chút chứ nếu không phá sản đó. Tư thái của Thanh Phong đạo trưởng hết sức vui vẻ, dường như rất quen thuộc đám người này. Một vị từ đằng sau lưng đeo kiếm gỗ đào, mang theo một tiểu đạo đồng đi đến cười mắng. Người giỏi lắm, thanh phòng lão đạo. Ở đây mà khoe khoang kỹ thuật của người đó. Chúng ta ai mà không biết, mỗi một lần đi vào rừng núi, người đều là kẻ kiếm được nhiều nhất. Gia hỏa người vận khí luôn luôn là tốt nhất đó. Dựa vào đại thụ như người, hay những tán tù chúng ta làm sao mà vượt qua được. Cuộc sống cả ngày càng khó khăn. Trong lời nói của vị đạo sĩ kia, tựa hồ còn, còn có mấy phần châm chọc. Bọn họ, những đạo trưởng tán tu, cả ngày sống lăn lộn vất vả, không cẩn thận đụng phải những lão đại, chỉ sợ là còn bỏ mạng. Thanh phong đạo trưởng phát hiện, trong đám người quen này tự hồ thiếu mất một người. Huyền Linh đạo trưởng thở dài một hơi, ánh mắt bất đắc dĩ. Lão hỏa thượng tu pháp, đã về Tây Thiên Cực Lạc rồi. Lần trước đi gặp phải một tên gia hỏa bị hút sạch máu tươi cuối cùng đem hết toàn lực cũng không thể trở thành cương thi được cũng là hổ thẹn một đời hàng yêu trừ ma nói đến đây mấy người xung quanh tự hồ cũng cảm giác là thỏ chết hồ bụt bi đều là người tu hành mặc dù nói phật đạo thường xuyên có sự va chạm nhưng quan hệ giữa hai bên cũng không tệ huống chi lão hòa thượng kia phật pháp vô cùng tinh thông ở trong đám người này cũng không có mấy người có thể so sánh thế nhưng loại nhân vật như thế mà lại chết vậy thì khẳng định là đã đụng phải vị lão đại mạnh mẽ đến mức nào một đạo cô bước lên nói thôi được rồi chuyện cũ đã qua chúng ta chỉ nên từng nhớ một chút mấy năm nay chúng ta có được cơ duyên biết đâu lại có thể trực tiếp hóa thành tông sư cá chép hóa dòng đến lúc đó cũng không cần phải lăn lộn giang hồ nữa đi đến đâu cũng được người ta chiều cúng nghe đạo cô nói như thế tâm tình của mọi người mới dịu xuống nở nụ cười thì đúng vậy biết đâu đến lúc may mắn thanh phong đạo trưởng cười cười tiểu đạo sĩ ở đằng sau lưng kia cũng xì xào bàn tán các trưởng bối nói chuyện bọn chúng không thể xen vào chỉ có thể đi mà nói chuyện với nhau trong lúc nhất thời Vân Long tiểu đạo sĩ cũng đi đến bắt chuyện, được rất thân quen. Tiểu đạo sĩ Vân Long còn tưởng rằng là mình sẽ bị kỳ thị, nhưng không ngờ tất cả mọi người đều rất thân thiện. Một đám đạo nhân theo con đường này đi xa xa đến tiểu trấn bên dưới. Đi đến đây mà vận may tốt một chút, biết đâu sẽ kiếm được đại phú đại quý. Qua một nén nhang, bọn họ đi vào trong trấn nhỏ, nhìn thị trấn chìm trong mây mù thanh phong đạo trưởng bật cười năm nay nhất định là phải phát tài ta phải tranh thủ hai nhất định là phải kiếm được mười bao huyết mộc mang đi nghe nói có một tông môn phát ra phúc lợi cần rất nhiều bần đạo nhất định là sẽ đến đó kiếm chắc một chút nhất định là phải có hy vọng tông sư à, nhất định nhất định thanh phong đạo trưởng liên tục nói hàng loạt từ nhất định dường như lão quyết tâm lắm tông sư là cá vượt long môn làm sao mà ai không thích chứ đột nhiên họ lại phát hiện tiểu trấn này lại quá mức yên tĩnh không đúng nó không hợp lý đã đến giờ ăn cơm thế mà tại sao tiểu trấn này lại không thấy khói lửa bốc lên vô lý chỉ thấy ở bên dưới không gian yên tĩnh bao phủ nặng nề hết tập 33. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.